chương trình đồng diễn trong kỷ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân và Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ tư. Mở đầu là màn đồng diễn võ thuật Taekwondo Công an Nhân dân do 600 học sinh trường Trung học An ninh Nhân dân 1, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Công an Nhân dân thực hiện. Taekwondo với chủ đề lực lượng Công an Nhân dân rèn luyện võ thuật Taekwondo để nâng cao thể chất, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Chia làm 3 phần. Phần 1, biểu diễn kỹ thuật cơ bản Taekwondo.